Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam đã tham gia rất nhiều các hiệp định thương mại tự do FTA và các đối tác cũng dành nhiều ưu đãi về thuế quan, thâm nhập thị trường cho các sản phẩm của Việt Nam. Vì thế, để có chỗ đứng và phát triển tốt, các doanh nghiệp phải xây dựng được thương hiệu mạnh và việc nâng tầm giá trị là kim chỉ nam xuyên suốt của chương trình thương hiệu quốc gia. Theo đánh giá của tổ chức tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance, thương hiệu quốc gia Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 102% trong giai đoạn 2019-2023. Giá trị thương hiệu quốc gia năm 2023 đạt hơn 498 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,6% so với năm 2022, xếp thứ 33 trong top 121 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới. Từ kết quả này đã cho rằng giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định được uy tín và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, đồng thời thể hiện sự chủ động và tầm vóc của Việt Nam trong hội nhập quốc tế. 20 năm hình thành và phát triển, chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đã đạt được những thành quả tích cực. Chương trình luôn đồng hành hỗ trợ địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp phát triển thương hiệu, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, góp phần thúc đẩy nhận thức mối quan hệ mật thiết giữa thương hiệu quốc gia với thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp để nâng cao sức cạnh tranh quốc gia. Trong những năm qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong xây dựng và phát triển thương hiệu, và qua đó nâng cao hơn khả năng cạnh tranh của sản phẩm, thu hút đầu tư và phát triển ngoại thương. Mặc dù vậy, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra, như sự chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng tăng hàm lượng công nghiệp chế biến và giảm tỉ trọng nguyên liệu thô vẫn chưa rõ rệt, giá trị gia tăng trong sản phẩm còn chưa cao, mà một trong những nguyên nhân là yếu kém về thương hiệu. Vì vậy, để xây dựng và phát triển thương hiệu một cách hiệu quả, cần tìm ra những giá trị cốt lõi nổi bật. Giá trị cốt lõi chương trình thương hiệu quốc gia thì nó gồm 3 cái nhóm giá trị cốt lõi chính. Thứ nhất là về chất lượng. Cái nhóm giải pháp nhóm giá trị cốt lõi thứ hai đấy là đổi mới sáng tạo, và nhóm giải pháp thứ ba đấy là chất lượng tiên phong. Và cái mục tiêu đấy chính là hướng tới là xây dựng các cái thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp mạnh của quốc gia Việt Nam, từ đó được quảng bá ra thế giới rằng là Việt Nam chúng ta có những cái sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ uy tín, chất lượng để mà từ đó nâng tầm lên cái giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam. Với định hướng chiến lược an cường giải pháp gỗ nội thất cho mọi nhà, doanh nghiệp này đã từng bước tạo được lòng tin với các chủ đầu tư dự án, đơn vị tư vấn thiết kế, tổng thầu, các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng nội thất và hơn hết là hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam. Hiện nay, doanh nghiệp cung cấp hơn 50% sản phẩm vật liệu nội thất trung và cao cấp cho thị trường trong nước và không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển hàng loạt hệ thống đại lý ở nhiều nước trên khắp thế giới như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Australia, Malaysia, v.v. Hiện nhà máy đã có đơn hàng xuất khẩu đến hết tháng 11, còn trong nước cũng đến hết quý 3 năm 2024. Để có chỗ đứng và thành công trên thị trường, doanh nghiệp rất tích cực tham gia các hội chợ trong và ngoài nước nhằm kết nối trực tiếp đến các đơn hàng và phát triển thương hiệu. Hiện nay thì nhà máy của chúng tôi thì về xuất khẩu thì đã full công suất đến hết năm. Nội địa thì hiện nay đang được khoảng 78% công suất. Chúng tôi rất là tích cực đi hội chợ triển lãm nước ngoài, đặc biệt ở Mỹ. Chúng tôi tham gia hầu như các hội chợ lớn ở Mỹ để tăng cường công tác marketing và dịch vụ khách hàng tại những thị trường này. Có thể thấy rằng, cộng đồng doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia đã đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội của Việt Nam. Việc xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm cũng như thương hiệu quốc gia đã thúc đẩy tăng trưởng giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp trong nước. Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đã tăng đều qua các năm, cho thấy sự hỗ trợ và thúc đẩy từ chính phủ của chương trình thương hiệu quốc gia thông qua các cơ chế và chính sách hỗ trợ phù hợp đã góp phần thúc đẩy vào sự phát triển của thương hiệu quốc gia.